Quý vị, câu số 12 ạ. Cho các chất sau, số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương. Tráng gương là đấy, phản ứng tráng gương. Thế thì ở đây thầy sẽ lưu ý cho các em một số cái phần như sau. Thứ nhất là tác dụng với thuốc thử toluen. Tác dụng với thuốc thử toluen. Có nghĩa là tác dụng với Ag NH3 hai lần OH. Đúng không? Đấy. Thì điều kiện là tương đương với phải có một trong ba điều kiện sau. Hoặc là có nhóm chó. Đúng chưa? Hoặc là có đầu gì ạ? HCOOR phải. Hoặc là có hydro, hydrogen linh động, H linh động. Đúng chưa? Một trong ba cái này thì sẽ tác dụng với thuốc thử toluen. Nhưng trong đó có một hoặc là chó hoặc là HCOOR phải thì mới là tráng gương hay là tráng đại. Là sinh ra kết tủa bạc. Còn nếu mà có H linh động thì nó sẽ là sinh ra kết tủa màu vàng và không được gọi là tráng gương. Đấy, chỗ này các bạn hay bị nhầm nhá, thì thầy nhắc lại người ta nhớ. Vậy câu 12 này, số chất trong dãy tham gia phản tráng gương thì nó phải có chó, đúng không? Nó phải có chó hoặc HCOOR phải. Vậy anh này có chó, anh này không có, anh này không có, anh này có HCOOR phải, anh này không có, anh này HCOOR phải. Vậy chúng anh này có hai con chó cơ. Vậy chúng ta có 1 2 3 và 4 nên mình sẽ có tổng cộng là 4 chất trong dãy tham gia phản tráng gương nhá. Đáp án chính xác của chúng ta ở đây đó chính là đáp án C.